À? Chào các chị đẹp đi. Đã hoa chưa? Con không nhìn thấy gì cả. Không đúng luôn. Mọi người ơi, mọi người ơi. Sao lại có tiếng? Có tiếng chị ơi. Hello tất cả mọi người nhá. Các chị ơi, đã có ai có mặt ở trong livestream này hôm nay chưa? Hôm nay em sẽ có một chương trình mini game dành cho các chị ạ. Và các chị nhớ giúp em đó là mình like page, chia sẻ cái livestream này để được nhận mã khuyến mại. Và ngày hôm nay em sẽ có chương trình giảm giá 50% cho tất cả mọi người nhá. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay chia sẻ cái livestream này giúp em ạ. 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các trang hội nhóm mọi người nhá. Chia sẻ giúp em thật là nhiều lần đi ạ, để chúng ta có thể săn sale với giá là 99k một chiếc váy đầm thiết kế ạ. 99k một chiếc váy đầm thiết kế thì các chị nghĩ sao mọi người? Hãy nhanh tay chia sẻ cái livestream này để chúng ta có thể săn được mẫu thiết kế với giá 99k các chị nhá. Và không chỉ có chương trình mini game đâu ạ, mà bên em còn có những cái chương trình giảm giá khuyến mại 50%, 40% và còn rất nhiều mức giá khuyến mại khác cho mọi người nhá. Vì thế các chị hãy nhanh tay chia sẻ cho em cái livestream này đi ạ. Có ai có mặt trong này thì hãy comment xuống dưới cho em nhé. Một dòng là các chị đang có mặt trong này thì chỉ cần cho em một chấm thôi, hoặc là chúng ta tương tác với nhau bằng cách chúng ta thả tim này. Đó, chia sẻ cái livestream này giúp em mọi người nhá. Chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên hội nhóm lớn để nhận mã khuyến mại. Cái sản phẩm như em đang mặc thì lát nữa em sẽ giảm giá 50% cho mọi người nhá. Và còn rất nhiều mức giá khác cho mọi người ạ. Nhưng em sẽ qua từng mã một cho mọi người nhá. Và các chị hãy nhanh tay, cái sản phẩm em đang mặc ấy thì nó có thể tháo cả eo ra cho mọi người nhá. Ví dụ như là các chị không thích eo như thế này, mọi người cũng có thể tháo ra và làm váy có một đường suông như thế này rất là xinh mọi người ạ. Nên là cái này nó có tính ứng dụng rất là cao cho mọi người nhá. Các chị có thể thắt eo vào, thắt đai vào để có thể lên được eo của mình hơn, hoặc là mọi người có thể để suông như thế này cũng ok luôn nhá các chị nhá. Đó, đây nhá mọi người. Cái đai này thì nó rất là dễ thắt thôi ạ. Em bán này thì cái em váy này thì sẽ có cả kèm đai cho mọi người nhá. Và hiện tại cái sản phẩm này của em thì sẽ giảm giá 50% cho những chị chia sẻ livestream mọi người nhá. Chia sẻ giúp em 2 lần lên trang cá nhân và ít nhất là 10 lần lấy các hội nhóm giúp em nha mọi người, để chúng ta có thể nhận mã khuyến mại nhá. Đây hiện tại thì em đang mặc là mẫu màu vàng của các chị này. Các chị có thể nhìn giúp em nhá. Vải rất là dày dặn mọi người ạ. Chất vải rất là dày dặn cho mọi người luôn nha mọi người. Đó, cái sản phẩm này thì các chị có thể mặc đi chơi này, hoặc là chúng ta mặc trong những cái dịp đi làm này, công sở thì cũng phải xinh đúng không ạ? Vì thế nên là mọi người cố gắng là chúng ta hãy zin một em này về cho em nhá. Mẫu này của em thì nó có cả màu đen và cả màu gì nhỉ? Mẫu này của em thì có cả màu đen với cả màu màu vàng nhá mọi người. Màu đen và màu vàng như em đang mặc đây nhá. Chia sẻ cái livestream này giúp em đi nào các chị ơi, chia sẻ thật nhiều lần lên cái trang hội nhóm nhá. Và chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, lượt chia sẻ nhiều nhất thì sẽ là người trúng mini game và được mua áo váy đầm thiết kế với giá là 99k mọi người nhá. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất chúng ta sẽ được mua áo gì nhỉ? Mua váy đầm thiết kế bên em với giá là 99k nha mọi người. Hiện tại cái sản phẩm này của em thì nó còn số lượng nhá mọi người, và đủ size từ S đến cho đến XL, nghĩa là cho người từ bao nhiêu cân nhỉ? Tầm khoảng 38 cân ạ, 38 cân, XL thì tầm khoảng 60 cân có thể mặc được mẫu này của em nhá. Mẫu này của em thì hoàn toàn là co giãn thoải mái. Bởi vì thế nên là các chị yên tâm là chúng ta sẽ mặc rất là thoải mái và không hề bị gò bó ạ. Các chị cũng như em thôi, là chúng ta rất là sợ những cái sản phẩm mà nó gò bó và nó không dễ thoải mái đúng không ạ? Nó không dễ hoạt động. Bởi vì thế nên em luôn luôn chọn những cái chất vải nào, những cái chất vải nào mà gì nhỉ, nó có cái sự co giãn cao cho mọi người nhá. Và đặc biệt là về cái màu sắc nữa, cái màu vàng này của em thì không phải là màu vàng chóe, mà nó chính là cái màu vàng gì nhỉ, vàng này của em là màu vàng thuần mọi người ạ, màu vàng thuần. Bởi thế là các chị yên tâm là chúng ta sẽ không bị cảm giác nó sẽ bị gì nhỉ, xỉn da nha mọi người. Hello chị
Trần Vân nhá. Mẫu đẹp cả, cảm ơn chị ạ. Có những màu gì vậy shop? Mẫu này của em thì hiện tại có cả màu đen nữa, nhưng mà lát nữa em sẽ giới thiệu sau. Còn bây giờ thì các chị nhanh chóng chia sẻ cái livestream này giúp em nhá. Chia sẻ cho em lên các trang hội nhóm, và chị nào chia sẻ nhiều nhất thì chúng ta sẽ được mua áo váy đầm thiết kế với giá là 99k mọi người ạ. Đó, cái sản phẩm như em đang mặc, chị nào mà ưng thì có thể comment cho em mọi người nhá. Mã sản phẩm này là mã bao nhiêu nhỉ? Thảo ơi, mã bao nhiêu nhỉ? 203. Sản phẩm này các chị comment cho em là nếu như chị nào muốn mua ấy thì mọi người có thể comment cho em là V03 mọi người nhá. V03 này đó. Chị nào muốn chốt thì comment cho em, và hiện tại mẫu này em đang sale còn bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Thảo ơi. 449k nha mọi người nha. 449k, chị nào muốn chốt mẫu này thì thật là nhanh chóng chia sẻ cái livestream này giúp em nhá. Đó, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì chúng ta sẽ là người trúng mini game và được mua váy đầm thiết kế với giá là 99k nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các chị thêm một vài các mẫu sản phẩm khác nhá. Đợi em một chút, em sẽ lấy cho mọi người một vài cái mẫu sản phẩm khác nhá. Đây nha mọi người, em có thêm cả mẫu này này, xinh quá đúng không? Cảm ơn chị Lương Tâm nhá. Đây nha mọi người ơi, những cái sản phẩm như thế này thì sẽ được, thì nếu như chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được mua với giá là 99k nha mọi người. Đây là mẫu, một mẫu váy đầm thiết kế khác bên em này. Cái màu này của em nó là màu xanh ngọc nha mọi người nhá. Màu xanh ngọc của em ạ. Và cái chất này của em là chất satin. Bởi vì thế nên là các chị sẽ mặc rất là thoải mái nha mọi người. Mẫu này của em thì nó là dáng cổ thuyền này. Cổ nó sẽ là cái cổ cổ thuyền như thế này mọi người ạ, và sát vai nhá mọi người nhá. Đó, vì thế nên các chị mặc sẽ rất là xinh những cái mẫu như thế này. Nó có những cái thiết kế riêng nhá mọi người nhá. Chị nào mà muốn chốt mẫu này thì có thể comment cho em là V01 nha mọi người. V01 kèm với cả màu xanh nha. Mẫu này của em thì lên là hoàn toàn giống như em đang mặc. Và những cái váy công sở như thế này thì mọi người có thể mặc đi bất kỳ đâu cả. Mọi người nhá. Đó, chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ thật là nhiều lần nhá mọi người. Hiện tại thì mẫu này em có rất là nhiều màu và nhiều mẫu ạ. Cái màu xanh ngọc này của em cũng rất... Mọi người có thể nhìn thấy cho em. Đây nha mọi người nhá. Đây này. Và em có cả mát luôn nhá mọi người nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Đây là bên em tự may lên mẫu này và tự sản xuất hoàn toàn, bởi thế nên là các chị cứ yên tâm về sản phẩm và cái không hề đụng hàng với cả bên nào hết nhá, không hề đụng hàng với các shop khác luôn nha mọi người. Em sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm như em đang mặc thì nó có cả màu đen nữa nhá mọi người nhá. Ok, đây là màu đen của em mọi người ạ. Sản phẩm em đang mặc này nó có cả màu đen luôn nhá mọi người nhá. Cái mẫu đen này em cũng có đi kèm đai cho mọi người luôn, và các chị có thể nhìn cho em cái chất của nó nhá. Chất vải rất là dày dặn luôn mọi người ạ, và tay bồng nhá mọi người nhá, tay bồng này đó, các chị nhìn thấy không ạ? Rất là xinh. Cái màu đen này của em cũng rất là dễ mặc thôi. Lát nữa nếu chị nào thích em có thể thử cho mọi người xem cái màu đen này mọi người nhá. Em đang mặc thì là màu vàng này. Đó, lên dáng hoàn toàn giống nhau mọi người ạ. Lên dáng hoàn toàn giống nhau luôn nhá. Chị nào muốn lấy mẫu này, ai nhở? Ai nhở tim đó? À, Lương Tâm. Ok nhá, chị Lương Tâm chia sẻ rất là nhiều cái livestream này cho em nha mọi người. Đây, em sẽ giới thiệu cho mọi người này. Màu đen nhá, màu đen thì nó rất là dễ mặc thôi ạ. Và nó còn có cái ưu điểm đó là che bụng cho mọi người rất là tốt. Che bụng rất là tốt cho mọi người nhá. Chị nào muốn chốt mẫu này thì có thể comment cho em là V03 màu đen hoặc là V03 màu vàng nhá mọi người nhá. Chia sẻ giúp em lên các hội trang hội nhóm mọi người nhá. Đây ạ. Đó, những cái mẫu như thế này nó có cúc, cúc này của em là cúc dài nhá, không phải là cúc tận đâu. Cúc này của em là cúc dài và nó là cổ V, lên dáng cổ V như này nè mọi người này. Đó, rất là xinh luôn nhá. Các chị có thể nhìn dáng như em trong mặt đây ạ. Và em hiện tại thì có cả màu đen nữa nhá mọi người nhá. Vì thế nên chị nào muốn đặt thì có thể đặt comment cho em theo cú pháp là V03 màu đen hoặc màu vàng kèm chiều cao cân nặng và số điện thoại. Bên em sẽ gọi điện lại tư vấn với mọi người qua số điện thoại trực tiếp luôn nha các chị. Sản phẩm này của em thì là đang được sale còn 449k. Nhưng cái mẫu này thì mọi người sẽ mặc đi công sở này, hoặc mọi người có thể đi đám cưới, hay là những cái mẫu hay là các chị đi đi gặp bạn bè gì đó. Đó, rất là nhiều ứng dụng, được tính ứng dụng của nó rất là cao mọi người nhá. Vì thế nên là chị nào muốn chốt mẫu này thì chúng ta chốt luôn cho em mọi người nhá. V03 màu vàng hoặc V03 màu đen, 449k nha mọi người. Ok, bây giờ thì em sẽ qua mẫu nhá mọi người nhá. Sẽ qua một vài các mẫu khác này. Thấy
Chị nào mà chia sẻ nhiều thì chúng ta cuối live sẽ có quà nha mọi người nha. Cuối live sẽ có quà cho mọi người luôn. Chị nào chia sẻ nhiều chắc chắn là sẽ có quà đấy mọi người ạ. 99k một chiếc áo váy đầm thiết kế thì các chị nghĩ sao? Và thêm một váy một mẫu nữa. Mẫu này của em thì nó là gì nhỉ? V0 mới nhỉ? Mẫu này của em nó là V04 nhưng mà V04 nha mọi người nha. Chị nào mà muốn chốt mẫu này thì có thể chốt luôn cho em nhá. Cái này của em nó có một cái thiết kế này và cái nhúm eo ở đây mọi người nhá, cái nhúm eo ở đây và nó thiết kế rất là lạ mắt so với mọi người nhá. Đấy, chị nào mà muốn chốt mẫu này, cái mẫu này của em là màu be hồng mọi người nhá, là màu be hồng ạ. Và nó đang có giá là bao nhiêu ạ? Mẫu này có bao nhiêu nhỉ? 399k đúng không ạ? 399k nha mọi người nha. Mẫu này của em là 399k một chiếc ạ. Và được sale 50% cho mọi người rồi đấy ạ. Là còn 399k nhá. Vì thế nên chị nào muốn chốt mẫu này thì có thể chốt luôn cho em nhá. Là gì nhỉ? V03 à, V0 mấy? V04. Chị mang cái tần số lên. V04 nha mọi người nha, V04 ạ. Kèm với cả be hồng, kèm với chiều cao cái nặng và số điện thoại cho em nhá. À, nếu như chị nào mà muốn em lên mẫu nào thì mọi người có thể comment cho em. Em sẽ lên mẫu cho mọi người nhá. Thật là nhanh nhá mọi người nhá, chia sẻ cái livestream này giúp em đi ạ. Chia sẻ lên các trang hội nhóm để chúng ta được mua với giá giảm 50% nha mọi người. Chị nào muốn em mặc màu gì thì mọi người cũng có thể comment. Em sẽ mặc cho mọi người xem nhá. Đây ạ. Đó, lên dáng thì hoàn toàn giống nhau thôi bởi vì bên em có cùng một thiết kế hết mọi người nhá. Cùng một thiết kế cho mọi người hết ạ. Nên là chị nào muốn lên mẫu gì, muốn lấy mẫu gì thì mọi người có thể comment cho em luôn nhá. Em có rất là nhiều sản phẩm muốn giới thiệu đến cho các chị ạ. Mặc màu hồng đi ạ. Ok, em sẽ mặc màu hồng cho chị Lương Tâm xem nhá. Đợi em một chút, em sẽ đi thay mẫu này. Và trong cái lúc mà em đi thay mẫu thì mọi người có thể chia sẻ cho em một vài lượt nữa nhá các chị nhá. Chia sẻ cho em một vài các trang hội nhóm. Bây giờ em sẽ đi thay thử màu hồng cho các chị xem ạ. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta hãy chia sẻ giúp em các lên các trang hội nhóm nhá mọi người. Và cuối live là chị nào chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ có quà cho mọi người với giá là 99k nha mọi người nha. Vì thế hãy nhanh, thật là nhanh chia sẻ cái livestream này cho em đi ạ. Và em sẽ mặc cái màu be hồng cho các chị xem nhá. Các chị ơi, cái mẫu nhà em thì hầu như đều có số size số nhá, S, M, L, XL. Nên mọi người có thể comment chiều cao, cân nặng để bên em tư vấn size cho chị, để các chị vừa vặn nhất, mặc lên xinh đẹp nhất nhá. Bây giờ trong lúc chờ đợi bạn mẫu đang thay đồ ạ, thì mọi người có thể chia sẻ cho em, mỗi người chia sẻ tầm 2 lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm lớn để có cơ hội săn sale từ nhà em. Sale đến gần như là 90% sản phẩm ạ. Nên mọi người chia sẻ để tận dụng cơ hội mua đồ với giá ưu đãi nhất nhá. Mẫu này của em này mọi người này, đây là sản phẩm mà màu be hồng. Cái màu này của em thì cực kỳ là tôn da mọi người ạ. Cảm thấy cái mẫu này nó rất là tôn da cho mọi người và rất là dễ mặc. Em may thiết kế là nó sẽ là cổ, nó sẽ là tay lỡ như thế này mọi người nhá. Là sản phẩm tay lỡ và mọi người có thể nhìn rõ cái dáng của nó giúp em này. Đó, hoàn toàn rất là xinh nhá mọi người. Chị nào muốn chốt mẫu này thì có thể comment cho em nhá mọi người nhá. Comment cho em là mẫu sản phẩm là mấy ạ? Mẫu sản phẩm là V06 nha. V06, ok chị ơi. V06 cho em kèm màu hồng, be hồng, kèm với cả chiều cao, cân nặng và số điện thoại cho em nhá. V06 kèm be hồng này các chị này. Cái này của em là có may tay eo ở đây nhá mọi người nhá. Vì thế nên các chị sẽ cảm thấy là nó sẽ bó eo của mình vào rất là xinh mọi người ạ. Và hoàn toàn mẫu này em có từ size S cho đến size XL, nghĩa là từ 38 cho đến 60 cân có thể mặc được sản phẩm này cho em nhá. Đây, màu be hồng này các chị ơi. Chị nào muốn chốt mẫu này thì comment cho em là V06 kèm be hồng, kèm với cả chiều cao, cân nặng và số điện thoại cho em nhá. Mọi người có thấy cái mẫu này nó quá xinh không ạ? Các chị có thể mặc trong cái dịp Tết sắp tới, quá là hợp lý luôn. Và cái mẫu be hồng này của em ấy thì nó sẽ làm tôn da mọi người rất là nhiều này. Nó sẽ làm tôn da mọi người rất là nhiều, các chị nhìn thấy không ạ? Cái thiết kế của nó rất là xinh này mọi người này. Vì thế nên chị nào muốn chốt mẫu này thì có thể chốt đơn luôn cho em mọi người nhá. Và ai muốn lên mẫu nào, muốn chốt mẫu nào thì mọi người có thể chốt luôn cho em nhá. Còn bây giờ em sẽ đi thay một vài các mẫu khác cho mọi người này. Chuyển sang một màu có vẻ là nó sẽ lạ hơn một chút nhá. Một màu rất là lạ, đó là màu xanh ngọc của em nha mọi người. Màu xanh ngọc mà em sẽ lên cho mọi người rất là xinh ạ. Màu xanh ngọc của em thì em cảm thấy là rất là ít chị có cái màu này ấy. Rất là ít chị có mọi người nhá. Ok, lên màu xanh ngọc cho các chị luôn. Và một thiết kế tay bồng rất là xinh mọi người ạ. Một thiết kế nó gọi là lả lơi nhá mọi người nhá. Ok, bây giờ em sẽ qua mẫu nhá.
Và chị nào muốn đặt mẫu này thì nhanh tay chúng ta comment cho em theo cú pháp nhá. V06 kèm be hồng, kèm với cả chiều cao cân nặng và số điện thoại giúp em nhá. Nhớ đúng cú pháp cho em để em có thể gọi điện thoại lại tư vấn cho mọi người qua số điện thoại trực tiếp nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu màu xanh ngọc cho các chị luôn ạ. À, các chị ơi, các chị nhớ chia sẻ cho bên em nhé. Mỗi người chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 2 lần trên hội nhóm lớn á, giúp em để có cơ hội mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất, giảm sâu tận 90% cho một mẫu sản phẩm ạ. Là chỉ còn 199 một chiếc áo. 90% ạ? Gần như 90 mà bé ơi. Giảm 50 rồi còn giảm nữa. Ôi, cái mẫu này màu nó rất là lạ mọi người ạ. Và cái thiết kế tay của nó cũng rất là xinh luôn nhá. Thiết kế tay của nó rất là đẹp mọi người ạ. Các chị ơi, các chị nhớ cho em là nhà em là sản phẩm thiết kế và hàng cao cấp. Toàn bộ sản phẩm từ công đoạn chọn vải đến công đoạn may nhà em đều là qua các cái công đoạn kiểm tra rất kỹ càng đấy. Mọi người cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em nhé. Yên tâm cho em là nhận hàng này được kiểm tra hàng. Và nếu không vừa sai số thì bên em có thể đổi trả hoàn toàn cho các chị nhá. Nên các chị yên tâm khi đặt sản phẩm bên em ạ. Và bạn mẫu đang mặc là mẫu... V02 nhà em toàn bộ sản phẩm đều có size các chị nhá. Mọi người comment xuống dưới chiều cao cân nặng và kèm theo số điện thoại, bên em sẽ gọi điện và tư vấn size cho các chị để các chị mặc một size vừa vặn nhất với cơ thể của mình ạ. Tay này đẹp quá này mọi người này. Tay này rất là xinh luôn nhá. Tay này của em nó là dạng tay cà rơi nhá mọi người nhá. Tay rơi ạ. Rất là xinh luôn cho mọi người nhá. Và chị nào muốn chốt mẫu này thì có thể comment luôn cho em vào bên của em. V02 nha mọi người. V02 kèm xanh ngọc, kèm với số điện thoại giúp em nha mọi người nhá. Hiện tại mẫu này của em thì nó có cái màu này rất là xinh này mọi người này. Màu xanh ngọc này em nghĩ là rất có chị, rất là ít chị có đúng không ạ? Và cái sản phẩm này của em thì nó có dáng thoải mái cho mọi người nhá. Nhìn cái cánh tay của nó thiết kế rất là lạ này mọi người này. Nó là cánh tay rơi nha mọi người nhá. Cánh tay rơi ạ. Đó rất là xinh, các chị có thể đi cưới này, không mọi người có thể mặc đi nơi công sở nhá mọi người nhá. Đi làm được không ạ? Mặc rất là xinh luôn. Chị nào mà lên mẫu này thì comment cho em là gì nhỉ? V02 xanh ngọc kèm với cả chiều cao cân nặng và số điện thoại để bên em có thể tư vấn trực tiếp qua số điện thoại cho mọi người. Cái này của em nó lên eo cực kỳ xinh luôn này mọi người này. Chuẩn luôn nhá. Cái mẫu này của em thì em đang mặc cũng co giãn ra thoải mái luôn mọi người nhìn thấy không ạ? Nhưng cái mẫu này nếu như em không kéo ra thì nó vẫn là vào form như thế này cho mọi người. Rất là xinh này. Đó. Vẫn vào form rất là xinh cho mọi người nhá. Chia sẻ cái livestream này để chúng ta được nhận mã giảm giá 50% và có thể săn được áo dài săn được mã thiết kế với giá là 99k nha mọi người. 99k thì là một mẫu áo thiết kế thì mọi người nghĩ sao, một mẫu váy thiết kế ạ. Đó nên là các chị hãy nhanh tay chia sẻ cái livestream này giúp em nhé mọi người. Cuối livestream chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ bán một mẫu váy thiết kế với giá là 99k cho các chị nhá. Mọi người nhìn thấy không? Và đây là cái thiết kế của nó này. Đó, thiết kế rất là xinh nhá mọi người nhá. Cái tay của nó mọi người ạ, là cái này điểm nhấn của nó là cái tay nhá mọi người. Điểm nhấn là cái tay. Mọi người nhìn thấy nó còn giống cái cánh tay rơi mà rất là xinh nhá mọi người. Bây giờ thì chị nào muốn đặt mẫu này comment cho em là V02 nha. Còn bây giờ thì em sẽ qua một vài các mẫu khác cho mọi người nhá. Sẽ qua một vài các mẫu khác ạ. V02 chị Trần Vân ơi, vui lòng lên cho em cái số điện thoại nhá. 1m55, 50kg thì tưởng sẽ là mặc size M cho em nhá. Vì thế là chị có thể đặt để lại cho em số điện thoại để nhân viên tư vấn bên em có thể gọi lại tư vấn cho mọi người về size áo này và sau đó là tổng đơn hàng cho mọi người các chị nhá. Chị cái mẫu V02 này của em ấy thì nó có giá là bao nhiêu nhỉ? Mẫu này của em thì nó có giá là bao nhiêu ạ? Các chị đoán cái mẫu này sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu? 345 á. Ok nhá chị ơi, cái gì chị nói? 399k nha mọi người ơi, 399k nhá. Chị nào muốn chốt mẫu này thì comment cho em theo cú pháp nhá. Là V02 xanh ngọc kèm với cả chiều cao cân nặng và số điện thoại. Chào Nguyễn Trọng Bền nha. Chia sẻ cái livestream này giúp em nha. Ok Trần Vân nha, lên đơn chị này. Bây giờ thì em sẽ qua một mẫu nữa nha mọi người, sẽ qua một mẫu nữa. Nó là lên màu đen nha mọi người đi ạ. Bởi vì là màu đen của em ấy thì nó gì nhỉ? Nó rất là làm cho mọi người cảm thấy thon gọn rất là nhiều mọi người ạ. Nên là em sẽ lên cái màu đen cho mọi người nhá. Ok đợi em một chút này. Màu đen cho em với cũng.
Ok, đây một mẫu đen và nó xoắn eo mọi người ạ, xoắn eo của em cực kỳ xinh luôn. Chị nào mà muốn săn mẫu này thì phải thật là nhanh cho em nhé mọi người nhé. Cái mẫu xoắn eo này ưu điểm của nó sẽ là nếu mà ai bụng hơi có bụng một chút ạ thì mặc lên sẽ hoàn toàn không nhìn thấy, bởi vì cái phần eo sẽ làm cho chúng ta thon gọn phần hơn, sẽ có các đường cong của ta sẽ lộ rõ hơn ấy. Thế nên là các chị ai mà thích màu đen ạ, ai yêu màu đen thì nhanh tay comment xuống dưới giúp em là mẫu V01 nhá mọi người. Cùng chờ đợi để đón chờ cái siêu phẩm V01 từ bên em này. Mặc lên sẽ rất là thon gọn cho dáng của chúng ta luôn nhá. Các chị ơi, chuẩn bị nhá. Mọi người ơi, trong thời gian đợi thì mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá. 2 lần trên trang cá nhân, 2 lần trên hội nhóm lớn để có cơ hội mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất từ xinh chương trình quá. Các chị ơi, các chị có nhìn thấy cái màu cái này không, nhìn rõ sắn eo không? Đây các chị có nhìn thấy rõ cái sắn eo của nó không ạ? Vì màu đen khó nhìn một chút. Cái này của em nó xoắn eo cực kỳ xinh luôn, em sẽ quay gần cho mọi người xem cái mẫu xoắn eo này của em nhá mọi người. Đây này, các chị có nhìn rõ cái mẫu xoắn eo này của em không ạ? Mẫu đen của em đây chị ơi, mẫu đen đây nhá. Đây nhá chị Thảo ơi, còn chị nào mà muốn chốt mẫu này thì chúng ta comment cho em theo cú pháp nhá. Là đen xoắn eo kèm chiều cao cân nặng và số điện thoại mẫu này của em xinh đó mọi người ạ. Cái xoắn eo này ở eo của nó ấy, thì sẽ có ưu điểm như thế nào? Mọi người sẽ có cái cảm giác là nó sẽ che cái phần eo của mình đi rất là nhiều. Và nếu như mà chị nào có bụng một chút ấy, thì mọi người em khuyên là các chị nên lấy cái sản phẩm xoắn eo này của em. Hiện tại thì mẫu xoắn eo này em có thêm cả màu vàng đấy các mọi người nhá. Có thêm cả màu đen và màu vàng ạ. À. Em sẽ lấy cho mọi người xem cái màu vàng nữa nhá. Lên dáng thì hoàn toàn giống như em đang mặc hết ạ. À. Đó, chị nào muốn chốt mẫu này comment cho em là đen xoắn eo hoặc là vàng xoắn eo. Cái mẫu xoắn eo này của em ấy, đây này, nó xoắn eo như thế này nên các chị sẽ có cảm giác là chúng ta làm sao ạ? Nó sẽ che được cái eo của chúng ta rất là tốt nhá. Nên là các chị sẽ cảm thấy rất là thon gọn đi rất là nhiều mọi người ạ. Những cái sản phẩm như thế này, những cái sản phẩm như thế này thì các chị nên có một bộ trong nhà đúng không ạ? Và các chị đi đâu cũng được, đi chơi này hoặc là đi gặp bạn bè hoặc là đi những đi làm cũng ok luôn nhá. Bởi vì cái mẫu này em may hoàn toàn là qua đầu gối nên mọi người có thể dễ dàng mặc đi bất kỳ đâu được ạ, mà không lo là nó bị ngắn nhá mọi người nhá. Đây là màu vàng của em này, có chị nào thích thì lát nữa em sẽ thử cho các chị một màu xem màu vàng nhá mọi người nhá. Đó, ai muốn chốt mẫu này comment cho em là vài gì là xoắn eo màu đen hoặc là xoắn eo màu vàng kèm chiều cao cân nặng và số điện thoại. Và cái mẫu này của em nó là mã V01 nha mọi người. V01, sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá là 449k nha mọi người nha. 449k, chị nào muốn chốt thì chốt cho em luôn ạ. Giá bao nhiêu ạ? Màu đen đấy nhá, chị ơi chị thích thì chị comment cho em luôn nhá. Đây là màu vàng em rất xinh, có chị nào thích màu vàng không em sẽ thử cho mọi người xem màu vàng nhá. Ok này. Nhớ là chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ 2 lần lên trên trang cá nhân và 10 lần lên các trang hội nhóm để chúng ta được nhận mã khuyến mại nhá mọi người. Đó, màu vàng, màu đỏ, quên màu đen của em rất xinh đúng không ạ? Em rất là thích cái màu đen này bởi vì sao, là che được cái bụng của mình rất là nhiều. Và mẫu này của em thì hoàn toàn là qua đầu gối nhá. Và đảm bảo với mọi người đó là cái chất vải này của em, chất vải này của em nó không bao giờ các chị bị nhăn luôn nhá mọi người nhá. Cái này của em không bao giờ bị nhăn luôn, kể cả là khi vận chuyển để trong túi em đảm bảo với mọi người là nó sẽ không bị nhăn nhá. Vì thế nên là các chị yên tâm, cái chất vải này của em phù hợp mặc trong cái mùa đông này lắm các này mọi người này. Bởi vì chất vải của nó rất là dày dặn mà có thể nhìn thấy nhá. Mọi người có thể nhìn thấy cái chất vải này này, rất là dày dặn nhá mọi người, rất là dày dặn luôn. Bởi vì thế nên là các chị sẽ phù hợp mặc trong những cái thời tiết nó hơi se lạnh một chút như thế này nha mọi người nha. Ok, chị Thảo Mizu này lên V01 màu vàng. Ok, em sẽ gọi điện lại để tư vấn size với chị nhá. 2 sản phẩm được free ship không ạ? Chị ơi, 2 sản phẩm thì em sẽ miễn ship với chị luôn nhá. Vì thế nên là chị nào muốn chốt mẫu này thì thật là nhanh nhá. Em sẽ mặc thử cho các chị màu vàng đi ạ. Bởi vì màu vàng của em cũng rất là tôn da mọi người nhá, cực kỳ tôn da luôn ạ. Em sẽ lên màu vàng cho mọi người. Và chị nào muốn lấy mẫu này thì comment cho em là V01 màu vàng, V01 màu đen hoặc kèm với cả chiều cao cân nặng và số điện thoại. Em sẽ tư vấn size cho mọi người qua số điện thoại trực tiếp nhé. Mọi người ơi, trong lúc chờ bạn mẫu thay màu vàng ấy thì mọi người nhớ chia sẻ cho em nha. Chia sẻ để được mua với giá ưu đãi. Ngoài ra mọi người đặt hàng theo đúng cú pháp là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại để bên em lên đơn hàng thành công cho chị nhá. Mọi người comment lại số điện thoại thì bên em một lát nữa sau khi kết thúc live bên em sẽ gọi điện lại tư vấn cho các chị ấy. Thì các chị sẽ có thể mặc một sản phẩm vừa ý nhất với mình ạ.
Và toàn bộ sản phẩm nhà em phí ship toàn quốc là 30k nhá. Nên nên các chị cứ yên tâm đặt hàng ở bên em. Từ hai sản phẩm nhật trở lên bên em sẽ miễn ship hoàn toàn cho các chị. Và chỉ trong vòng 2 đến 3 hôm là các chị sẽ nhận được đồ luôn nhá. Em được các chị ơi, các chị chia sẻ luôn cho em nhá, mỗi người hai lần chứ cha cá nhân hai lần chứ hội nhóm lớn. Sản phẩm mà mini game nhà em hôm nay sẽ là có một cái giá ưu đãi cho các chị vô cùng là chỉ 199k một sản phẩm 99. Là đầm thiết kế 99. 199k 99k à? Ừ. 99k mọi người. Chị cứ nhầm. Ok nhá, bây giờ em sẽ lên mẫu vàng xoắn eo cho mọi người ạ. Vàng xoắn eo này các chị ơi, chia sẻ cái livestream này để chúng ta nhận được mã khuyến mại giảm giá nhá mọi người nhá. Vàng xoắn eo rất là xinh đúng không ạ? Mẫu này của em xinh thật sự luôn đấy các chị ơi. Đây rất là đẹp nhá mọi người nhá. Chị nào muốn chốt mẫu này thì chúng ta có thể comment luôn cho em là vàng xoắn eo hay là có thể comment cho em là V01 nhá. V01 màu vàng kèm với cả chiều cao, cân nặng và số điện thoại em sẽ lên đơn cho mọi người. Và hôm nay chị nào lấy hai sản phẩm em sẽ miễn phí ship cho mọi người luôn ạ. Ok không các chị ơi? À các chị sẽ được sử dụng hai mã khuyến mại cùng một lúc nhá. Mã khuyến mại thứ nhất là mọi người sẽ chia sẻ livestream sẽ được giảm giá này. Thứ hai là mọi người sẽ được miễn phí ship nếu như các chị lấy từ cái thứ hai trở lên nha mọi người nhá. Bởi vì thế nên là chúng ta tranh thủ cái lúc mà bên em đang có chương trình khuyến mại như thế này thì các chị hãy nhanh tay lên đơn cho em theo cú pháp mọi người nhá. V01 này, mã sản phẩm kèm với chiều cao, cân nặng và số điện thoại. Em ủng hộ kiếp. Ok, cảm ơn chị Trần Vân nha. Đây, bây giờ ai chốt mẫu này thì nhanh tay lên đơn cho em này. Mẫu này em xinh quá mọi người ơi, cái này của em che bụng thì thần thánh luôn, phải gọi là thần thánh mọi người ạ. Che bụng cực kỳ là tốt cho mọi người luôn nhá. Chị nào muốn chốt mẫu này thì thật là nhanh tay lên đơn, bởi vì hiện tại em còn số lượng rất là ít thôi ạ. Còn một số lượng ít giá khuyến mại để bán trên livestream cho mọi người thôi. Còn hiện tại cái sản phẩm này ở trên cửa hàng em thì nó không bao giờ có giá như thế cho mọi người đâu nhá các chị nhá. Vì thế nên chúng ta hãy thật là nhanh tay chia sẻ cái livestream này để chúng ta nhận được mã khuyến mại ạ. Hiện tại thì cái mẫu váy xoắn eo này của em ấy, váy xoắn eo thì em đang bán với giá là 399k nhá. Chị nào muốn chốt comment cho em là váy xoắn eo màu đen hoặc váy xoắn eo màu vàng kèm với cả chiều cao, cân nặng và số điện thoại. Sale còn 399k một váy đầm thiết kế như thế này. Và chất vải của em thì đảm bảo cho mọi người là các chị sẽ không bao giờ phải là mọi người nhá. Không bao giờ phải là luôn. Cái mẫu này cứ giặt xong là mặc thôi mọi người ạ, không phải là nước gì hết. Và cái mẫu này chất vải của em thì nó phù hợp trong cái mùa đông này nhá mọi người. Đây này, em đã may cái mẫu này, nó là mẫu tay lỡ như thế này mọi người nhá. Là mẫu tay lỡ và vải của nó rất là dày dặn cho mọi người luôn. Nên là các chị yên tâm là chúng ta mặc trong những cái ngày này rất là dễ, rất là thoải mái nhá mọi người nhá. Và đặc biệt là trong cái dịp Tết sắp tới thì mọi người đã mua sắm gì chưa? Chúng ta em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta có thể mua sắm đấy ạ. Bởi vì sao? Chỉ cần 1 đến 2 tuần nữa thôi là nó sẽ hết hàng rất là nhanh và em sẽ không còn hàng để bán cho mọi người nữa đâu ạ. Nên là chúng ta cố gắng đặt đơn thật là nhanh cho em nhá. Và 1-2 tuần nữa thôi thì em nghĩ là các bộ phận giao hàng ấy, người ta cũng sẽ nghỉ và sẽ không làm nữa. Nên là mọi người cố gắng đặt trong cái thời gian này cho em ạ. Để chúng ta được nhận các mã khuyến mại và nhận hàng một cách nhanh chóng nhất nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu nha. Và có chị nào muốn đặt mẫu vàng xoắn eo thì chúng ta comment cho em nhé. Là vàng xoắn eo V01 ạ. Kèm với cả chiều cao, cân nặng và số điện thoại giúp em. Bây giờ em sẽ lên một mẫu nữa. Là mẫu đen cúc nhá mọi người nhá. Đen cúc cổ V ạ. Mẫu đấy thì vừa nãy em đã mặc cho các chị xem màu vàng rồi. Bây giờ em sẽ mặc thử cho mọi người màu đen. Bởi vì sao ạ? Màu đen nó rất là dễ mặc. Và màu đen thì nó sẽ làm mọi người cảm thấy thon gọn hơn rất là nhiều nhá. Bây giờ thì em sẽ lên màu đen cho mọi người nhá. Vàng xoắn eo chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em nhá mọi người nhá. Đó, chất vải rất là xinh luôn mọi người ạ. Và đây cũng là một mẫu chất vải của em, rất là dày dặn và giống với chất vải xoắn eo của em ấy. Nhưng em sẽ may một thiết kế mới hơn, một thiết kế khác hơn mọi người ạ. Ai thích mẫu V01 ạ, là mẫu bạn mà xoắn eo, mẫu vàng xoắn eo vừa nãy bạn mẫu đang mặc ấy, thì mọi người comment xuống dưới là V01 kèm màu kèm số điện thoại. Vì sản phẩm này có hai màu là màu vàng và màu đen ạ. Mọi người nhớ là lên đúng cú pháp giúp em để bên em kiểm tra đơn hàng để tránh gửi sai sót có thể nhất cho các chị ấy. Thì các chị comment đúng cú pháp giúp em nhá, V01 kèm màu kèm số điện thoại để bên em gửi hàng cho các chị ạ. Sản phẩm nhà bên em được may
được may trực tiếp ạ, qua các công đoạn bên em kiểm soát luôn ạ. Thế nên mọi người cứ yên tâm là các sản phẩm nhà em lên sẽ đúng form, đúng dáng. Và đường may thì vô cùng đẹp nhá. Để các chị yên tâm là hàng bên em là hàng thiết kế 100% luôn, không phải hàng chợ nhá, hàng vớ vẩn đâu. Nên các chị yên tâm khi là đồ bên em mặc lên sẽ chuẩn form, chuẩn dáng nhá. Đây ạ, một trời mẫu V01 rất là xinh. Xinh quá đi ạ. Mẫu này chị nào muốn chốt thì có thể comment luôn cho em nhá. Mã sản phẩm của nó là V05 nha mọi người. V05 các chị nhìn thấy cái này của cổ em là cổ tim đúng không ạ? Cổ tim đấy nhá mọi người nhá. Rất là xinh cái cổ này của nó thì nó vừa phải, nó không quá rộng mà nó cũng không quá là bó nhá mọi người nhá. Nên là chị nào muốn chốt mẫu này chúng ta có thể comment luôn cho em ạ. Là V05 kèm với cả đen, kèm với cả chiều cao cân nặng và số điện thoại cho em nhá mọi người. V05 ạ, mẫu này của em xinh quá luôn mọi người ơi. Và cái này của em có thể kèm thêm cả đai nhá, tặng thêm cả đai cho mọi người luôn. Bởi vì cái mẫu này của em ấy, thực ra là em chỉ may là giáp xương như thế này thôi, may giáp xương như thế này. Nhưng em sẽ may, em sẽ tặng thêm cho mọi người, chị nào muốn lấy mẫu này, một chiếc đai như thế này nha mọi người. Một chiếc đai như thế này ạ. Và các chị ơi đừng nghĩ là cái sản phẩm gì nhỉ, may đợt sau nó sẽ khác với may đợt trước. Bên em là 1.000 cái như nhau hết nhá. 1.000 cái như nhau hết, không có sản phẩm nào là sản phẩm khác cả. Bởi vì là bên em hoàn toàn lên từng công đoạn một nha mọi người. Vì thế nên là các chị chắc chắn là sẽ không có sản phẩm nào nó kiểu như là đợt sau khác đợt trước đấy nhá mọi người nhá. Hàng đợt sau gì nhỉ, không đẹp bằng hàng đợt trước, không có nhá. 1.000 cái như một luôn ạ. Đó, bây giờ chị nào muốn lấy mẫu này thì comment cho em là V05 kèm với đen, kèm với chiều cao cân nặng và số điện thoại cho em nhá. Hiện tại sản phẩm này của em có từ size S cho đến size S cho đến size XL, nghĩa là từ 38 cho đến 60 cân có thể mặc được mẫu này ạ. Chị Khanh Vũ ơi, cái mẫu đen này của em thì hiện tại em có cả màu vàng nữa nhá. Em sẽ lấy cho chị xem cả màu vàng nữa này. Mẫu này của em sẽ giảm giá cho các chị xuống còn bao nhiêu đây ạ? Cái mẫu cúc này của em thì nó sẽ là 425.000 ạ. Cho những chị chia sẻ livestream nhá. 425.000, chị nào muốn chốt thì comment cho em luôn nhá. Và hôm nay chị nào lấy hai cái em sẽ miễn phí ship cho mọi người luôn ạ. Miễn phí ship cho mọi người nhá. 425 em có cả màu vàng đẹp lắm các chị ơi. Màu vàng cực kỳ là tôn da luôn nhá. Còn màu đen thì nó rất là dễ mặc rồi đúng không ạ? Đây là màu vàng của em này. Hoàn toàn lên dáng giống như em đang mặc mọi người nhá. Hoàn toàn lên dáng giống như em đang mặc. Mọi người có thể nhìn thấy cho em này. Đây nhá, em có cả gì nhỉ? Tăng mắt. Có cả tăng mắt thương hiệu luôn nhá mọi người nhá. Vì thế nên các chị không sợ là sẽ bị kiểu như là đụng hàng với bất kỳ ở đâu đâu ạ. Đây màu vàng nhá mọi người nhá. Chị nào muốn trong mẫu này comment cho em là gì nhỉ? V05 màu đen hoặc màu vàng kèm chiều cao cân nặng và số điện thoại. Sản phẩm thiết kế đối với các chị thì những cái sản phẩm này các chị có thể mặc đi đâu được ạ? Mặc đi đám cưới thì mình mặc đi chơi cũng ok luôn ạ. Hoặc là mình mặc những cái mẫu này trong những cái dịp Tết sắp tới đúng không? Màu vàng cũng sẽ rất là đẹp này. Các bạn xem cái màu vàng này của em thì có đai này nhá mọi người nhá. Cả cái mẫu này của em cũng có đai luôn. Đây, nó lên dáng hoàn toàn giống như cái màu là đen em mặc nhá. Và chị nào muốn chốt mẫu nào thì chúng ta có thể comment luôn cho em nha mọi người. Đây là màu vàng của em rất là xinh ạ. Cái này thì vừa nãy em đã mặc cho các chị ở trong đầu live rồi nhá. Và em sẽ qua một vài mẫu nữa cho mọi người này. Nhưng cái sản phẩm này của em thì em luôn luôn may qua đầu gối để những, đặc biệt là những chị công sở, những chị đi làm ấy, mọi người có thể mặc những cái sản phẩm này đều ok hết mọi người ạ. Mẫu này của em nó là bồng vai nha mọi người nhá. Nó là sản phẩm bồng vai, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, bồng vai nha mọi người nhá. Vì thế nên là chị nào muốn chốt mẫu này chúng ta có thể comment cho em là mã V05 nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ qua thêm một mẫu nữa cho mọi người. Và mẫu này của em giảm cực kỳ sâu cho mọi người. Mẫu này có lẽ là cái mẫu mà em giảm sâu nhất cho mọi người nhá. Nó là màu xanh ngọc mọi người ạ. Là sản phẩm màu xanh ngọc nhá. Còn bây giờ thì em sẽ qua mẫu này. Có mẫu nào cho người béo chút không ạ? Béo một chút nào. Béo một chút thì chị cũng có thể mặc được, nhưng mặc những cái sản phẩm như thế này. Và đặc biệt là nó có đai eo ấy. Có đai eo nó sẽ làm đứng gọn rất là nhiều mọi người ạ. Cái sản phẩm này của em thì nó là chất vải rất là dày dặn mọi người nhá. Chất vải XL rất là dày dặn cho mọi người luôn. Nên là các chị yên tâm là khi mình mặc mẫu này thì không hoàn toàn không bị lộ bụng nha mọi người nha. Còn bây giờ thì em sẽ qua một mẫu nữa. Mẫu này phải gọi là quá xinh luôn mọi người ạ. Mẫu em sẽ bán với giá cực kỳ sốc cho mọi người nhá. Bán với giá cực kỳ sốc cho mọi người luôn. Bây giờ em sẽ qua này. Mọi người ơi, trong lúc chờ bạn mẫu thay đồ ấy thì mọi người có thể chia sẻ cho em một chút ạ. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên hội nhóm lớn cái mẫu sản phẩm nhà mẹ em đang may, đang
Đang mặn, đang thay đấy ạ. Sẽ là một sản phẩm mua với giá cực sốc là 99k. Cho các chị chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên hội nhóm lớn. Chia sẻ càng nhiều thì sẽ có cơ hội trúng mini game càng càng cao các chị nhá. Nên mọi người nhanh chóng chia sẻ cho bên em và sau đó chụp ảnh màn hình để gửi cho bên em. Bên em sẽ tìm ra một người cuối mini game này, bên em sẽ tìm ra một người chia sẻ nhiều nhất để bán sản phẩm với giá 99k nhá. Kết thúc ạ, kết thúc live bên em sẽ công bố luôn ạ. Nên mọi người cứ yên tâm. 200. Lên mẫu này cho mọi người nha các chị ơi. Mẫu này thì các chị cũng V03. Có thể V03. V03. Ok, mẫu V03 cho mọi người nha. V03 này các chị này. Chị nào muốn chốt mẫu này thì thật là nhanh tay cho em nhá. Các chị ơi có nhìn thấy không ạ? Cái này của em nó là một thiết kế cổ rất là mới lạ cho mọi người nhá. Một thiết kế cổ rất là mới lạ cho mọi người. Đó là cái cổ cổ ngang như thế này ạ. Cổ thuyền. Cổ thuyền 299 ạ. Ok, 299k nha mọi người. Hôm nay sale sập sàn cho mọi người luôn ạ. Từ cái này của em đang bán ở trên cửa hàng là 600.000 đấy ạ. Nhưng hôm nay thì sale 50% cho mọi người là chỉ còn 299k thôi nhá mọi người nhá. Vì thế nên chị nào muốn chốt mẫu này thì chúng ta thật là nhanh. Chốt cho em theo cú pháp đó là gì ạ? Mã sản phẩm gì? V03 nha mọi người, mã sản phẩm V03 có giá là 299k nhá mọi người nhá. Một mẫu thiết kế như thế này và nó có đủ size cho mọi người từ size S cho đến size XL, nghĩa là từ 38 cân cho đến 60 cân là có thể mặc được những cái sản phẩm này cho em nhá. Và những cái sản phẩm này thì hoàn toàn mọi người có thể kết hợp với một chiếc vest ở ngoài này, một chiếc áo vest bên ngoài, hoặc là mọi người có thể một khoác một cái áo dạ dài đúng không ạ? Rất là dễ kết hợp và rất là xinh luôn. Vì thế nên chị nào muốn chốt mẫu này thì chúng ta comment cho em nhá. Là V03 đúng không? V03 299k một áo à một váy chân chiếc váy như thế này ạ. Quá là xinh đúng không mọi người? Và cái chất này của em thì hoàn toàn nó là chất vải satin nhá. Và nó rất là co giãn cho mọi người luôn ạ. Mặc hoàn toàn là rất thoải mái luôn ạ. Và các chị dễ dàng có thể kết hợp được. Dễ dàng có thể kết hợp được với những cái áo vest này, ví dụ như mọi người đi làm nhá, trong những cái thời tiết se lạnh như thế này mọi người cũng có thể kết hợp được với một chiếc áo vest hoặc là một chiếc áo dạ dài nha mọi người nha. Vì thế nên chị nào muốn chốt mẫu này có thể chốt luôn cho em nhá, là V03 299k. Và đặc biệt mẫu này em sẽ tặng cho chị nào chia sẻ nhiều nhất với giá là 99k nha mọi người, có lượt chia sẻ nhiều nhất với giá là 99k nha mọi người nhá. Còn bây giờ thì có chị nào lên đơn mẫu gì không ạ? Thật là nhanh tay chúng ta lên đơn cho em nha mọi người nhá. Thật là nhanh tay ạ. Đây, cái này của em nó cũng là qua đầu gối luôn nhá mọi người nhá. Qua đầu gối luôn và các hoàn toàn là các chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Cái đường eo của nó may rất là chuẩn nhá. Đường eo của nó may rất là chuẩn luôn. Bởi vì thế nên là các chị yên tâm, những cái sản phẩm như thế này thì mọi người có thể ứng dụng được trong rất là nhiều cái dịp. Ví dụ như mọi người có thể mặc đi đi chơi này, hoặc là mặc trong những cái dịp Tết sắp tới cũng ok đúng không ạ? Hoặc là trong những cái buổi sự kiện, buổi tiệc mà mọi người tham gia đều rất là phù hợp ạ. Và nó cảm giác như là rất là nhã nhặn đúng không? Cảm giác là rất là nhã nhặn, nó không quá cầu kỳ. Mọi người ạ, những cái mẫu trơn như thế này, những cái mẫu trơn mà không có họa tiết như thế này, nó sẽ là những cái mẫu cơ bản và những cái mẫu mà các chị dễ dàng mặc nhất trong tất cả các buổi sự kiện mà mọi người tham gia nhé. Không cần phải quá là nhiều họa tiết cầu kỳ đúng không ạ? Chúng ta đôi lúc cũng phải cần những cái sản phẩm mà nó có cái tính ứng dụng cao như thế này. Nó gì nhỉ? Nó là một mẫu cơ bản mọi người ạ. Là một mẫu cơ bản mà các chị có thể mặc đi đâu cũng ok hết nhá. Còn bây giờ thì chị nào muốn chốt mẫu nào thì chúng ta thật là nhanh lên đơn cho em. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người qua những cái sản phẩm như vậy. Và em sẽ chốt đơn qua tin nhắn nha mọi người, qua inbox. Chị nào muốn đặt mẫu nào chúng ta chụp ảnh màn hình lại và inbox cho shop em nhá. Và bên em tư vấn cụ thể và trực tiếp cho từng chị một nhá. Bởi vì trên livestream thì em sẽ chỉ giới thiệu sản phẩm và báo giá cho mọi người thôi. Còn đặt đơn hàng thì mọi người vui lòng là đặt hàng qua inbox cho em nhá. Em sẽ tư vấn trực tiếp qua inbox. Còn bây giờ thì em sẽ chuẩn bị kết thúc cả livestream và buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em sẽ chỉ giới thiệu sản phẩm trên livestream như thế này. Còn ai muốn đặt mẫu nào chúng ta chụp ảnh màn hình lại cho em. Và sau đó là em sẽ chốt đơn và tư vấn trực tiếp cho mọi người qua inbox nha mọi người. Còn buổi giới thiệu ngày hôm nay thì em sẽ dừng lại ở đây. Và có thể là tối ngày hôm nay em sẽ có livestream tiếp nha mọi người. Nên là các chị cố gắng là chúng ta chia sẻ thật là nhiều và chờ đợi cái livestream tối nay bên em nha. Còn bây giờ thì bên em xin phép là nghỉ live và hẹn các chị nào chốt đơn thì chúng ta chốt đơn qua inbox giúp em nhé. Bây giờ thì bên em xin phép nghỉ live và chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.